đừng để em nói nhiều. Thank you.
East Vietnam 0, Indonesia 3. Kết thúc trận đấu tỷ số đội tuyển Việt Nam 0, đội tuyển Indonesia 3. Và đây là trận thua tiếp theo của đội tuyển Việt Nam. Trận thua trên sân nhà với tỷ số 3-0. Và đã thua không từ những pha ném biên nữa mà thua trong cả lối chơi. Chúng ta không thể đổ lỗi cho những pha ném biên nữa. Đây là thất bại hoàn toàn trước đối thủ Indonesia. Đây là huấn luyện viên Philippe Chaussé. Sau trận đấu này thì chắc chắn người sẽ bị chỉ trích nhiều nhất là ông Chaussé. Chaussé đang phải chịu rất nhiều lời chỉ trích. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã xuống bắt tay. Những lời động viên của thủ tướng với cầu thủ. Xuống động viên. Rất thất vọng. Và người hâm mộ đã không còn kiên nhẫn với huấn luyện viên Philippe Chaussé nữa. Đang thất vọng. Văn Toàn đang dẫn đầu. Động viên các cầu thủ vì kết quả trận đấu có là thua. Đây là những gương mặt rất buồn của Tiến Linh, Hùng Dũng, của Bùi Hoàng Việt Anh, của Tuấn Tài, của Văn Thanh nữa.
Mai Kinh. Tuyệt vời hơn khi chúng ta được làm điều này khi thắng trận. Và đây là một trận thua. Đây là Quang Hải. Quang Hải vẫn chưa được xuất hiện trong trận đấu này. Nỗi buồn đã xuất hiện trên mặt Quang Hải. Hôm nay Quang Hải không được vào sân.